lột sức lao động của nhân viên, làm thủ tục giả để hoàn thuế cho nhân viên khủng. Vụ việc hiện đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra và xác minh làm rõ. Đáng đời. Này, bị gì vậy? Hư đầu đúng không? Bị tẻn tẻn hả? Vừa làm việc vừa cười. Đang vui. Làm vui? Chủ cũ bị bắt rồi. Chủ cũ bị bắt là sao? Trời đất ơi, cái chuyện này là hồi xưa. Lần đầu tiên tôi đi làm, cái tôi gặp bà chủ bị điên lắm. Bà đuổi việc tôi, xong giờ bà bị bắt rồi. Trời ơi, nhân viên có tâm ghê ha. Anh biết bà làm gì với tôi không mà kêu tôi có tâm? Nói nghe nè. Cái này không phải nhiều chuyện đâu nha. Chẳng qua là ông chủ đang quan tâm đến đời sống quá khứ của Oxin mình sao thôi. Kể nghe chơi. Chuyện nó là vậy nè. Cách đây một tháng, mình đi đu đưa đi anh ơi. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Đứng gì trong này mà nặng quá vậy? Đồ văn phòng phẩm bình thường á em. Trời ơi, thôi mấy, em giúp chị lần này lần cuối thôi, vậy mốt chị tìm bảo vệ đi. Trời em ơi, sao em có thể nói những cái câu mà vô trách nhiệm như vậy được? Em có biết em là nhân viên mới, em phải hỗ trợ giúp đỡ những anh chị đến trước không? Giống như chị nè. Chị nói cho em nghe nha, hồi lúc mà chị mới vô hả, người ta chưa kịp mở miệng luôn chứ không phải chị đích thân đi nhờ như em đâu ơi. Chưa có nói với chị một lời nào là chị đã xông pha vô, chị nhiệt tình giúp đỡ người ta rồi. Phải vậy mới được em ơi, mình là người mới mà. Ủa chị, nhưng mà em chị đều là nhân viên thử việc mà. Chị xin trịnh trọng nói cho em biết. Đúng, chị với em là nhân viên thử việc chung với nhau. Nhưng từ ngày hôm qua, chị đã là nhân viên chính thức rồi. Chúc mừng chị nha. Dẹp đi em, dẹp đi, lẹ lên, lẹ lên. Chị làm trước em và chị biết giám đốc không? Biết chứ em. Giám đốc là nam hay nữ vậy chị? Hay là ở cái... Thôi nha, không phải đâu nha. Giám đốc là một người... Dạ, em mời sếp uống nước. Cảm ơn, tôi uống rồi. Tôi đi nha. Trời ơi, sếp gì đâu mà vừa đẹp trai mà vừa dễ thương ga lăng kiểu này. Trời ơi, chịu sao nổi lắm trời. Nói chung, giám đốc là một người cực kỳ tử tế và đối xử rất tốt với nhân viên. Là một mẫu người đàn ông hoàn hảo. Thiệt vậy luôn hả chị? Ừ. Chị, mà phòng giám đốc ở đâu vậy chị? Bên kia á. Ủa, chị còn phòng kế bên? Phòng phó giám đốc. Ồ. Ừ, hỏi nhiều quá à. Làm đi, lẹ lên. Nhanh năng động lên em. Xin chào hai em. Ai chị? Đau ngốc quá à. Em thấy cũng thường mà. Thường gì em? Ý em nói hôm nay em rất là bình thường. À, hai em là nhân viên mới phải không? Dạ. Nhớ nha, phải cố gắng cống hiến hết mình cho công ty. Còn em nữa, cống hiến hết mình cho công ty. Giám đốc, em xin hứa giám đốc, với cương vị là một nhân viên mới của công ty, em sẽ cống hiến hết mình cho công ty, thậm chí là hiến thân mình cho giám đốc. À không, em là sẽ cố gắng hết sức để giúp công ty mình đi lên, phát triển hơn. Ừ, tốt lắm. Như vậy thì mình hãy cùng nhau hứa cống hiến hết mình cho công ty. Hết mình cho công ty. Hết mình cho công ty. Hết mình cho giám đốc ơi. Tốt, tốt lắm. Em rất là trung thực. Mình hết hơi á, thì mình nói là mình hết hơi. Khi nào mình có hơi lại thì mình cống hiến hết mình cho công ty. 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 Ông giám đốc này sao sao chị ơi? Em mới sao sao á. Nãy giờ chị cũng sao sao á. Ủa? Vậy là sao vậy phó giám đốc? Thì là nghỉ dài dài chứ sao? Không được đâu. Nghỉ dài dài thì làm sao mà em cống hiến hết mình cho công ty được? Không cần. Không cần có cống hiến hết mình hết á. Tôi là phó giám đốc, nhưng mà tôi kiêm luôn quản lý giám đốc. Ý tôi là ý trời, có bị đuổi việc, xin mời ra giùm. Không được chị ơi,
phải gặp giám đốc để đòi lại công bằng cho bản thân em. Thôi, giám đốc đã cống hiến hết mình ở nhà tôi rồi, con đi ra chưa? Cố gắng kìm nén lại, cố gắng kìm nén lại. Dù sao mình cũng là phó giám đốc mà. Dạ, phó giám đốc cho gọi em ạ. Kìm nén, kìm nén. Chị ơi. À, chào em. À, chị gọi em vào đúng không? Dạ, dạ. Cái này là của em nè. Cái này là tiền tăng lương cho em hả chị? Em cứ mở ra xem đi. Dạ. Cái này là sao vậy chị? Em không hiểu. Em đâu có lười biếng gì đâu chị. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong công ty em cũng tự tay làm hết trơn mà. Em luôn luôn cống hiến hết mình vì công ty mà. Cống hiến hết mình? Lại cống hiến hết mình? Cô hay lắm. Nếu vậy thì cô hãy coi cái này đi. Giám đốc em ơi. Bình thường mà chị. Em nói gì thường? Ý em nói là hôm nay em rất là bình thường. Hai em là nhân viên mới đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhớ nha, cố gắng cống hiến hết mình cho công ty. Em nữa, cống hiến hết mình cho công ty. Dạ, giám đốc. Với cương vị là một nhân viên mới của công ty, em không những cống hiến hết sức mình cho công ty mà em còn hiến thân cho... À không, ý em là em sẽ cố gắng làm cho công ty phát triển hơn, vững mạnh hơn. Ừ, tốt lắm. Như vậy á thì mình hãy cùng nhau hứa cống hiến hết mình cho công ty. Hết mình cho công ty. Hết rồi giám đốc ơi. Tốt, trung thực. Anh rất là thích em. Nếu mà mình mệt, mình hết hơi á thì mình nói là mình hết hơi. Chừng nào mình có hơi lại á thì mình lại cống hiến hết mình cho công ty. Ủa có gì đâu chị, cái này là em thể hiện tinh thần cống hiến hết mình mà. Có gì đâu, cô nghĩ làm sao mà khi chồng tôi đặt tay lên vai của cô, sao cô không né? Ủa, nam nữ thọ thọ bất thân mà. Ủa, nè, chưa kể nha, trong cái clip này tôi còn nhìn thấy ánh mắt của cô như là liếc mắt đưa tình với chồng của tôi. Cô thích lắm chứ gì? Cô im, mà không được trả lời. Những cái này á là bằng chứng, chứng tỏ cô đã dám tòm tèm với chồng của tôi. Cô nghĩ gì? Kể từ hôm nay, bất kỳ đứa nhân viên nữ nào dám nói cống hiến hết mình trước mặt chồng tôi đuổi hết. Alo, anh tới đón em nhanh nhanh đi, em không muốn ở công ty này nữa đâu. Mai à, em xin lỗi nhưng mà vợ sếp đã đăng tất cả sự thật lên Facebook rồi. Mẹ anh cũng vào Facebook like và biết. Bây giờ mẹ anh không có cho anh quen với em nữa. Ủa gì vậy? Cái này là do bà sếp nó tự suy diễn mà. Bộ anh không tin em hả? Anh thì tin em rồi đấy. Nhưng mà mẹ anh không tin. Một đời chỉ có một mẹ thôi em ạ. Anh xin lỗi, tạm biệt em. Anh điên có làm gì cười hoài vậy? Bộ tụi mày đuổi việc vui lắm hả? Đi đuổi việc. Nhưng mà cuối cùng á, dù gì là con cũng được thỏa mãn rồi. Bằng chủ của con bị nghiệp hoặc là đúng rồi đó. Cái điều quan trọng hơn nữa là bây giờ là nhờ bà chủ làm vậy con mới chia tay được. À, không, phải nói đúng hơn á là ta chia tay cô. Có cô được sống của mình, cảm giác thoải mái, không ai quán xuyến cuộc đời con hết, đúng không? Vui nè, cười nè. Tự lao đi, tôi đi về. Ê À, tôi hiểu tại sao anh vui như vậy rồi. Tại vì từ trước tới bây giờ á, anh quen đá người ta không? Anh chưa bao giờ biết cái cảm giác mà bị người ta đá như thế nào, đúng không? Ê, tôi sai rồi. Không giỡn nữa. À, bây giờ để chuộc cái lỗi này á, nói nghe nè, tôi chính thức nhận cô vô công ty tôi làm việc, chịu không?
Từ bây giờ trở về sau, cô sẽ là nhân viên chính thức của công ty tôi. Anh có lòng tốt quá à, anh nhân hậu quá à. Cảm ơn nha, không dám nhận. Ê, sao vậy? Nè, đó là giám đốc, thì đây cũng là giám đốc nha. Giám đốc bị quan thưởng hả? Cô nghĩ sao cô làm giám đốc vậy? Ôi xin. À, mà đúng, giám đốc, giám đốc công ty Oxin đúng không? Giám đốc, nói giám đốc nghe nè, giám đốc về công ty em làm nha. Giám đốc làm gì vậy? Buông ra coi anh làm gì tôi giám vậy? Giám đốc nói nghe nè. Bị điên hả? Ây da, Ê, có làm sao không vậy? Ê, sao làm gì giật dữ vậy nè? Ê, tôi đâu có làm gì mạnh đâu. Ê, tỉnh dậy đi. Trời ơi, bị sao giờ? Tỉnh dậy đi. Lo cho tôi lắm hả? Mê chủ nhà rồi đúng không? Biến thái. Biến thái. Ây da. Biến thái. Biến thái. Ây da. Tôi có làm cái nhà này nữa. Con gái như đàn ông vậy á. Hơi đau nhưng mà không sao, tự nhiên có cảm giác thú vị với cô bé Ocean này quá ta.